Trăm nghe thì không bằng một thấy, trăm thấy thì không bằng một sờ. Ngày hôm nay thì Phiên đã có mặt tại ngôi biệt thự hoang, biệt thự đỏ ở bên kia của Pháp. Thì rất là nhiều lần Phiên đã nghe qua những cái thông tin về cái ngôi nhà này. Đó là một cái ngôi nhà bỏ, một cái ngôi biệt thự bỏ hoang. Có phải là được xây cách đây hơn 100 năm về trước rồi. Có rất là nhiều những câu chuyện rùng rợn ở nơi đây. Nên là ban đêm thì Phiên không biết như thế nào đâu. Nhưng mà hôm nay Phiên đến là ban ngày. Thì Phiên thấy mọi thứ nó cũng là bình thường thôi. Và nơi đây thì đúng là một cái nơi là rất là tuyệt vời. Khung cảnh ở đây thì rất là đẹp. Ở dưới này thì có những cái con suối này. Thì ngay bây giờ thì Phiên sau một cái hồi mình tham quan ở cái ngôi biệt thự hoang thì Phiên bắt đầu là mình xuống để lấy những cây thảo dược. Đây thì là những cái cây chỉ thiên, nó sẽ có ở những cái nơi mà đồi chọc như thế này. Thì Phiên sẽ lấy thêm một ít, tại vì cái cây này thì nó chỉ có ở đồi chọc thôi. Còn những cái bây giờ là đâu đâu người ta cũng trồng cây, trồng rừng hết rồi thì nó sẽ không có cây này. Nên là gặp đâu thì Phiên lấy ở đấy. Và ngày hôm nay Phiên muốn nói đến đó là cây này rất là quý, rất là hiếm luôn rồi. Đó, cây này gọi là tùng trăng nghiêu. Đấy.